em có nhu cầu mua ạc game, nạp game, mua tất cả các loại game thì hãy ghé qua shop. Shop của mình là shop Nguyễn Văn Lên.vn. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình là Nguyễn Văn Lên. Đối mặt của em đó là team của mình nha các bạn. Thì bên đây thì anh Hai đó đang giúp mình đó là tạo một cái bếp lửa. Thì trên bàn này anh em thấy đây là một cái đầu heo. Mày sao mày quay cái đầu heo quay trước gì vậy? Mày quay đấy, từ đờ cọp chứ nấu như vậy. Quay cái gì nó đặc sắc. Nói chung là hôm nay thì có một cái sự hiện diện mới của một thành viên. Nói chung là không phải thành viên gì, đây là một đứa em gái của bên em gái của bên Thiếu Nghiệp ngại nước uống. Đấy. Cho con bé này thì xuống chơi và chuyện đó là anh ẩm thực uống nước rồi. Biết có điều gì muốn nói không ha? Hello các bạn rồi chứ. Đấy là em thấy cuộc sống nhà của em đưa cho em mắm đúc nhà uống mẹ. Nói chung bé nó rất là ngại các bạn. Vậy em chào các bạn một tiếng đi. Giới thiệu tên em tên gì? Em tên gì? Em giới thiệu đi. Em tên gì? Em tên Tâm. Số đo 3 vòng. Rồi bây giờ nó đâu giống không? Tôi ta đo. Giống em. Ngay chúng ta. Điện chào mày đo gì đo chào. Điện trời. Thôi mình quay vào cái clip hôm nay nha các bạn. Đây, anh đó đang nghĩ không? Đó là quay đầu. Nói chung hôm nay mình có mua một cái đầu heo tầm 3,2 kg. Thì giá dao động ở thị trường thì 80.000 một ký. Thì hôm nay mấy anh em mình làm một cái món ẩm thực đó là đầu heo nướng siêu kê nha các bạn. Thì rồi bên đây có ớt này. Về Phúc đi. Làm sẵn rồi, đưa tao. Mày cứ xem mấy cái anh. Chìm vậy. Đúng rồi Phúc, mà xem Phúc chút nữa mình ướp. Đây. Nó thấm sao mày ngủ dưới Phúc. Đúng rồi. Cái gì mà các bạn. Anh đó có gì nữa không? Đó thấy ví được không? Được. Sao? Chưa bộ anh đó. Nói chung là anh thấy vậy là anh vui. Chưa bộ mà hai đứa con. Con đứa nó vô vui không? Ừ. Sao anh cười mím mím luôn vậy? Ừ, cười giùm em á. Bé như tuổi tao. 14 tuổi ấy. Chát rồi. Trùng phần anh Tư. Chát rồi. Em còn đi học không? Nếu con không. Ủa sao nghỉ học sớm vậy? Chắc mẹ buồn em lắm. Không dậy nữa mà biếu học. Không chị đừng. Bà tối vô luôn em Phúc. Rồi ok bây giờ mình sẽ biết điều đó là pha chớ cái gia vị đó mình làm cái. Như vậy nên mình ra cái mua sẵn rồi nha các bạn. Ở đây là ớt và gì? Tỏi. Đấy, giờ mình chỉ pha là ớt thì nó rất là anh em thấy không? Một cục này là tầm 7.000 á. Nhưng mà mình mua ba bì. Ở đây là 2 bì luôn á. Bên đây thì Phúc có đang xem nữa mà chút ở mình gia vị cho nó thấm vào. Ớt nhiều lắm mày lo nè. Thử. Một cái ớt nhiều. 2 bì đi, 2 bì mày ướp 2 bì đi. Chứ mình quét nữa. Rồi bây giờ về ớt rồi. Tay dính gì vô. Đâu dám leo tàu đâu. Dạ. Chắc lần này Phúc và Thiết sẽ làm tình địch với nhau đó các bạn ơi. Không, mình biết đợi tàu anh chịu ơi, anh chịu không? Ở đó mình đó có vợ đầu. Vợ đầu. Tại tao được. Rồi nói vợ mình phải ra vô clip đi. Giờ đổ cho anh vô. Đổ cho anh vô. Cái sao của tao. Ừ, đổ cho anh vô Thiết. Má này mình đã tạo ra cái tô hỗn hợp đó là ớt siêu cây thì giờ má này mình sẽ biết đều ướp con cái đầu heo này nha các bạn. Đấy. Cái chuyện đó của ông Phúc cái còn em lấy ly nước cho anh uống. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Đừng có đợi anh ném nha. Đúng rồi, trong tay làm méo gì trời. Có tay làm gì? Dạ thôi lấy cho cái nhục. Lấy ly nước ra đúng không? Mình trai là mình phải ra lên mày phải đáng lẽ mình rót nước rồi mày quỳ xuống. Đúng rồi, anh đều mày. Chứ rất là dơ nha các bạn. Còn trước nó ngồi ăn trực ở trước bị nhanh lợi chụp được. Ừ. Nói chung là hồi giờ không biết anh đều heo mà không, hồi giờ không biết anh chiếu mà siêu cây lần nào chưa? Chưa ấy. Đi nó kêu mấy đồng loại nó cô uống nó ngon. Sau khi mà mấy anh em mình đã ướp cái đầu heo cho nó thấm như vậy rồi, bây giờ biết điều mấy anh em mình sẽ nướng nha các bạn. Đấy. Wow. Ê xe. Chúng có mày Phúc quá. Ừ. Chúng có mày Phúc. Chúng mình Phúc ăn Phúc là chưa bất giáo mà. Không anh Nghi, đưa nhân vé anh. Anh đang giùm em. Anh em ơi. Rồi, còn số gì vậy mình sẽ bỏ ở đây để mà chút mình quét lên cho. Cái đầu cũng heo. Ôi, ở đây, em ơi vui rồi. Ồ. Rồi. Nào bắt buộc có cánh rồi. Chết luôn rồi. Review cháu mà. Em cũng vậy. Giờ Trung Phúc có vài điều muốn nói với Bí Tâm mới vào và... Em tên gì? Buôn mẹ tên hả? Món nó Bí Tâm hả? Em tên em. Ủa thiệt hả? Em tên gì? Em Tâm. Tâm hả? Ừ. Vậy chưa? Bộ cũ anh tên Tâm hả? Ừ. Mà chết cái đèn năm trước. Ý nó đẹp bằng em. Không, nó mặc giống thằng như em hả? Ừ. Mà chết cái đèn năm trước. Lầu trong lầu quá. Còn nó tấp ngắn. Ừ, dạ em. Hả em tấp ngắn? Đồ vậy trong nó trùng hợp dữ không? Bọn em đâu quá thế. Em ở dưới. Em tết đi sống vậy. Cái tẹo chuối kìa. Em ở dưới đó em nhớ. Đấy là bộ cũ em tết như vậy. Ngày xưa do tại em biết sao không? Anh cũng chó anh thương nó, anh đặt tên nó là Tâm. Nó là bồ anh luôn. Chó chứ không phải đâu, không phải người đâu. Ủa sao đục quá? Tao nói con chó tao mà sao nó hoàn thành nó luôn. Không hiếu luôn. Chắc đâu cái đầu không tao qua tao biết. Tao mày đừng cái khùng khùng mày nói gì chứ em tao giải mày điên chao vậy. Tao nói đâu, tao kêu ngày xưa đồ con chó tao đặt nhà để tên Tâm rồi. Sau khi mà mấy anh em mình đã nướng xong cái đầu heo siêu cây này, giờ mấy anh em bắt đầu dùng nha. Thì anh kèm nó là chén muối chanh nha các bạn. Tao xé ra cho anh em nha. Ok. Anh Phúc. Wow. Anh Phúc không vừa đâu. Cái đồ. Tao biết tao bọc đầu mày nói luôn mày. Còn nói chuyện nhân gái mà sao kêu mày tay mày. Quên em là thằng mà cứ nói chuyện không hiểu. Đấy cho, ở đây. Hậu giờ Phúc xích rồi Phúc đấy. Anh cái nào mình làm mình dùng của nó đi. Ai xích nào anh nói. Không, không hay. Cái trong này có miếng xương giòn ngon đấy. Em đây không? Anh hai làm cái đầu tay. Đầu tay đi. Ngại gì vậy? Đánh nghe miếng xương giòn. Ồ, xương giòn đó. Cứ chẳng biết dùng thôi. Chẳng biết dùng thôi. Chẳng biết miếng thịt nạc này. Em bóc tay luôn em. Không. Quay đầu. Trong cũng đây trong đó. Anh tội anh cùng vòng ông. Đây cái gì? Phải đưa cho nó cái đều nó nướng cái nó kèm che ơi. Đâu em xương giòn đâu chị ơi. Cái nào đâu? Cái mũi heo nó thích ăn mũi ủi đất rồi ạ. Phải. Thì lật trâu tao cũng lật rồi. Lật cái đó nè. Chị, con heo mà hỏi lậm lấy vào câu lật kìa. Con heo mà nó ăn vào câu mới điên. Để mà nói chứ. Em biết cái nào đâu. Anh ơi, cái nào con này với mày. Im ơi. Anh ơi. Anh kìa. Còn đó. Em ơi, cái tròn gì? Anh ơi, tao dùng đi Trung ơi. Tao bây giờ mới mình dùng nha. Em ơi. Tao dùng đi của em, anh hai. Mày cho anh nghe chứ. Anh hai từ khi có con biết là không cho mấy người. Rồi, đừng quen lên rồi cái miếng của nấu rồi cũng lụm đâu ai. Con biết. Con. Nó vô nó tự tìm nó ăn chứ. Quen gì mà. Tụi mình dùng còn biết chứ. Các bạn nghe các bạn. Cái miếng này ơi. Anh của em, cái miếng này ngon này. Cái tay không? Không có. Là của em tao chưa xem rồi tao mày nữa. Quyên mà xé cho của em. Chụp cái miếng này để thấy mà. À đây. Tao biết anh ơi. Em. Đây nè. Trộn trời chịch nặng của đâu. Cái chà quý mày. Cái tay nó mới ngon thằng lồn nó. Mày lên cho mày. Em rửa cho thấy con nè trộn hầu chỗ gấp cây kia làm gì đấy. Mời các bạn nha. Đây, thịt nạc đây. Chụp cái tướng mày nói gọn đấy các bạn. Mày nói gì mà tao luôn ạ. Ủa phải giải giúp đâu đâu có. Mình ăn bữa không ăn. Ủa ăn nè. Go. Đã làm đi. Bán em. Ừ. Không nào mọi người ăn cái đó, mình ăn cái đó. Ăn cái đó là tao có luôn á. Ăn một miếng tao chết như một tường luôn, một miếng chạy đốt miếng nó. Chút nữa ai dùng chứ. Quý mọi người nha. Anh ta hiểu. Đậu anh rồi, định ăn cái tay rồi. Quy luôn. Chào Phúc ương vậy sao? Kỳ quá. Hả? Siêu kỳ cũng kỳ. Biết sao thấy cái mối đâu. Cây. Cây em ăn vô thấy nó cây mà. Ý là em ăn đồng loại của em buồn không? Buồn. Buồn mà phải ăn. Buồn mà phải ăn. À, thì sao vậy? Ăn để sống rồi hay là sống để ăn? Ăn để sống mà sống cũng là ăn. Mời mọi người nha. Ừ. Đấy, trội xì luôn, anh hai đó. Rồi, thấy chưa? Cái này thì hiền chứ vi. Quê em ăn chưa quê em? Rồi, đây các bạn nha. Đây, cái miếng của giòn của em nè, em ăn mấy miếng giòn đây. À. Tại kia. Tại kia luôn. Em ăn nguyên tay luôn. Rồi, quê em ăn đi. Ơi, tại quê em nó ăn nguyên cái tay các bạn. Trời ơi, nó ngon mà. Giòn, trời ơi, nó cái đồ ngon mà nó ngon á. Ừ, nó dai nữa. À, dai như chai đúng không? Còn cái tay ngon lắm. Tay ngon mẹ. Em ăn gì cái gần vậy? Phúc mà chăm sóc hai bên chăm sóc dùng bí được không? Đưa cái hành đây lại các bạn. Chục chào rồi đây. Em đều làm cái chuyện đều. Chào chào ngon. Đây. Chào kia em thấy nó nướng như thế nào? Không biết em nói vô chưa biết cảm xúc rồi các bạn. Dạ tiếng mở chứ. Tay mở, con mở. Anh hai. Ui trời ơi, nó giòn tay. Không để không? Ăn tay sực. Ai cũng thương. Nhìn mai ớt anh. Đúng nào. Dịu. Dày nó. Đúng rồi, đúng rồi. Dày nó mới ngon. Tao cô. Chục chèm cũng ăn dày miễn sao nó ký nó không thể nào mà nó dám được các bạn. Chưa ăn cơm luôn á. Ừ. Trời luôn. Nó điêu rồi các bạn. Sù, trứng nước. Không. Anh là xuống nó. Cái miếng chả vui tình cảm chứ không biết. Mày là lên mày ốm ốm là ăn thịt mỡ này. Giờ nãy là anh là em là anh biếu một phút có chuyện miệng luôn á. Mắt mà. Đồng em ăn mắt đi. Ăn mắt là em có vitamin M á. Là vitamin mắt để ai cái ngọt. Nó không ăn hả? Nó không ăn hả? Nó xí. Bây giờ mình cũng ăn nha các bạn. Đây. Ai nè. Cái xì luôn. Ngồi từ xe thìm quá. Ừ. Anh em chơi chuột chè vào đây mà thôi nha nó kỳ. Xí hồng luôn các bạn. Nó kỳ thiệt hả? Giống như muối cái nữa kỳ. Ừ. Sao thiệt? Mấy cái cây hào này đồ đang kiếm miếng ngon ăn hết nha mấy người, ăn hết miếng ngon. Ăn như này. Ăn hết. Em miếng đi về đi gai dạ. Chồng ăn tay miếng đó hả? Tay. Tay vô. Hoài cũng nhiều chuyện. Ngon quá. Đồ cái miếng mỡ nó đỡ hút này. Chúng bé ăn cái gì dữ ta? Của em này anh mới miếng mỡ đấy miệng ấy chỉ như tình bạn anh ấy. Mỡ. Không có cái này, đây nè. Nguyên cái gì hay cột mic. Bỏ sao chồng tôi nghe. Chồng tôi đem quay phim đó rồi. Anh thủ quá mà. Anh lớn. Ừ, đúng rồi. Đây em ăn mấy cái miếng nạc này thấy mập quá. Trời nó kì các bạn. Đưa đốt ra. Con gái mà cái này rứa cầm đáy chưa. Em mày. Dập chó rồi. Thì mới dập chó rồi bé. Còn bé gió bây giờ cái tưởng từng nào nữa. Trời, ăn dài thôi biết nào nó ốm rồi. Thì mình ăn tốt với nhân các bạn nên là Phúc đạt hạng cân là 82 kg. Đây đó em sẽ ăn nạc không còn mỡ đâu tiếp. Ừ. Cái này miếng nạc con Phúc. Nạc cái đầu kia anh luôn. Đổ mà ăn mỡ cho ăn nạc thì anh kỳ quá. Ở cây còn chấm nước kia ở càng cây. Vô, ngon nước tiêu này. Kỳ vợ luôn. Chụp. Anh muốn bắt lên hả mày? Anh giúp cho em miếng coi. Chụp cái nào? Rất là ngon các bạn tại vì nó có vị cây kỳ. Ăn rất là đẻ luôn. Có não không Phúc? Thử. Là quả não chắc mình lấy. Nó hỏi, cô em nó hỏi anh Phúc có não không? Có não đâu có khóc mình mày. Hỏi là có não lên làm cục đàn nữa nè. Cảm ơn Phúc em. Ngon các bạn. Từ đó chút là mày vô là hết luôn á. Biết sữa xào tây kìa. Biết tao check bò. Check gần bé anh chăm sóc này. Ấm sùm nè. Quen tao giao cho mày á. Mày làm gì làm đừng đỡ bụng nó sình là được. Em hả? Ừ. Làm gì làm cũng được đó. Đó là cái mày nè. Nạc nè. Nạc này của em. Pan. Rồi. Ố miệng mở vô. Mập sợ. Cho vui cũng được đúng không? Uống là đẹp trai vậy. Chưa ơi, dứt áo nè. Chỉ sống hai con, hai ban túc ăn đủ mát, đáng để vậy mới đúng á. Đúng không? Sao vậy? Cái này này ví dụ nhau ban này. Em ăn mấy cái này. Ngồi là hai em hai ban là đúc ăn. Xuống dưỡng rồi nè. Nào lên đi em này, cắt chân lên vai. Như vậy để đi chú dính đâu rồi. 6 giờ ngủ rồi. À, nói chung các bạn thì cái món ăn cái má heo này mà khi mình làm siêu cây thì cái hương vị của nó thì anh em biết rồi, nó có vị cây rất là đã luôn, rất là sướng. Còn cái heo thì cái má heo thì bình thường rồi mà, quan trọng là mình ướp cho vị đều heo cho nhầm mà má heo. Ừ. Chục mà chấm với chén nó chấm được rồi. Cho em nó. Khỏi cho luôn. Làm. Đây này. Này. Mà nắp nó cái gì? Nắp cái nào? Cái gần này. Ý là lấy cái ngon lắp cái gì đây? Cho lắp không mở mà luôn. Cái gì đó? Cái đây nè. Anh trên là anh mất rồi. Dê nó mà điên vậy. Mệt quá. Lục xanh nó ngu rồi, nó ăn con luôn kẹp luôn. Thế em tự thấy ai chứ không tiếc nó ngu lắm. Ừ, đúng rồi. Em cũng xanh thấy vậy. Đúng rồi. Mày đủ mai bữa theo mày đừng có dẫn nó vô đây chơi nữa nha. Yêu nghiệp ra giờ nó dẫn nó vô đây chơi nữa nha. Sao? Nó bị điên rồi sao? Ok các bạn, nói chung thì cái món đầu heo mà nướng siêu cây này mình nướng rất là ngon và tuyệt vời nha các bạn. Nếu các bạn nào ăn cây nhiều thì có thể bỏ nhiều ớt. Bỏ cái dĩa vô trong mâm luôn rồi. Thôi, nói chung là mình chủ nói khác nữa. Thôi mình sẽ cho clip ở đây. Nếu em thấy video này vui thú vị thì đỡ lại nhớ mình một like và một đăng ký. Và nhớ like và subscribe để mà mình tăng lại cái lượt đăng ký nha các bạn. Ok, bye bye.